Kenny xin kính chào tất cả các cô chú cũng như anh chị và các bạn hôm nay Kenny sẽ nói hai cái vấn đề chính để cho các bạn có thể cập nhật được những cái thông tin mới và hữu ích nhất và thiết thực nhất trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay ok cái vấn đề thứ nhất là cái cơ hội rất là tốt cho những cái người mà mua nhà trong cái tương lai và cái vấn đề thứ hai đó là tại sao mà các nhà thầu cũng như các công ty xây dựng đó các builder nó không có xây những cái nhà mới để nó bán trong cái thời điểm như thế này. Đó. Nếu như mà các bạn nào đó mà lần đầu tiên mà xem theo dõi cái video của Kenny á thì nhớ đăng ký kênh để mà mình có thể cập nhật được những cái thông tin mới hữu ích và thiết thực nhất trong cuộc sống hiện nay. Phần đầu tiên á thì Kenny sẽ nói về vấn đề mà cái cơ hội tốt cho những cái người mà mua nhà trong tương lai. Ở cái vấn đề này á thì mình có ba phần. Phần thứ nhất á là hiện nay đó thì các bạn cũng biết cái giá nhà nó có cái chiều hướng đang giảm xuống một số cái nhà đã lên thị trường 30 ngày 60 ngày thậm chí có những căn mà trên 90 ngày nó vẫn chưa có bán được nha có những cái căn nhà mà chủ nhà đó nó phải giảm giá xuống 10.000 ngàn, 20.000 ngàn. có những căn thậm chí nó giảm giá xuống 50.000 hoặc là 100.000 cũng có luôn 100.000 cũng có luôn bởi vì hiện nay đó số lượng người mua rất là giảm giảm ít hơn nhiều so với mấy tháng trước còn cái uh, phần thứ hai đó là hiện nay đó là các bạn cũng biết phần đông là những cái căn nhà mà bán được là nhờ chủ nhà thường đó. phần đông là người ta ghi mô đồ lợi những cái căn nhà trước khi người ta bỏ lên thị trường người ta bán người ta tân trang mới lại cái căn nhà của mình ok người ta sơn lại cũng như sơn bên trong bên ngoài vậy đó rồi người ta sửa những cái nhà bếp rồi thay những cái bồn cầu làm những cái sàn mới lại rồi thay đèn máy lạnh rồi những cái hệ thống điện hay là ống nước đồ đó các thứ tất cả các thứ trong nhà để mà thu hút cho cái người mua còn ngược lại mà những cái căn nhà nào mà không có tân trang đó, thì rất là khó bán bắt buộc là chủ nhà phải xuống giá thì mới có hy vọng để mà có cơ hội để mà bán được đó là cái phần thứ hai còn phần thứ ba đó là các bạn cũng biết đó là người đi mua nhà hiện nay đó và trong tương lai đó thì không có còn cạnh tranh cũng như là tranh giành đấu đá giống như là ba bốn tháng trước đây đó. À, chủ nhà bây giờ bán nhà đó thì họ cũng rất là dễ dãi, không có khó khăn rồi không có ép buộc cái người mua như lúc trước. Nói chung cái vấn đề mà mua nhà hiện nay đó thì rất là dễ dàng hơn đó cái người mua đó khi mà ta offer cái căn nhà đó thì người ta cũng có thể đưa ra những cái điều kiện để mà bảo vệ cho bản thân chính mình chứ không có bị chủ nhà ép giống như lúc trước cũng như là 4 năm tháng trước là bị ép tới 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 đường cùng luôn đó còn bây giờ cái người mua thì cũng có đưa được những cái điều kiện cho mình để mình bảo vệ được cái bản thân mình đó trên cái bản hợp đồng đó các bạn thì cái người mua nhà đó cảm thấy thoải mái và tự tin hơn tại vì khi mình viết một cái hợp đồng mình mua nhà mà mình không có quyền lợi gì ở trong đó hết thì cái điều đó thì làm cho nhiều người cũng rất là uh, bị stress đó không có nhiều khi ăn không ngon ngủ không yên đó còn bây giờ thì cái cơ hội người mua thì cũng thoải mái và đưa những cái điều kiện cho bản thân mình đó thì mình cũng có thể yên tâm đúng không mình có thể tự tin hơn đó còn phần thứ hai đó là tại sao mà các công ty xây dựng các builder bây giờ người ta không có xây nhà mới để mà bán trên thị trường nữa các bạn đó là lý do là tại vì cái kinh tế bây giờ nó đang tình trạng lạm phát đó còn thị trường mua bán địa ốc hiện nay thì rất là chậm theo các hiệp hội mà mua bán bất động sản thì các thông tin và các thông tin báo chí đó thì các builder mà xây nhà mới với các công ty mà xây dựng đó thì họ không có còn cái lòng tin để mà xây nhà bán bởi vì giá nhà đã giảm bây giờ đã coi như là 6% trong cái tháng 7 vừa qua là giá nhà nó giảm tới 6% bên cạnh đó thì các bạn cũng biết là giật giá mọi thứ đều leo thang chi phí xây dựng vật liệu này nọ nhân công này xe cộ đồ dùng này nọ ăn uống tất cả đều tăng giá và với cái đà mà giá nhà nó đang xuống thì các nhà thầu họ lo lắng là sau khi mà xây xong thì cũng không có bán được với cái tình hình mà kinh tế đang lạm phát hiện nay đó số người mua thì giảm còn cái phân lời tiền mua nhà đó thì nó đã cao gần 6% cho hôm nay những cái điều đó thì những cái người thầu người ta xây nhà người ta không có mà tự tin để mà xây để mà bán tại vì người ta xây người ta bán bắt buộc người ta phải kiếm lời mà nếu mà xây ra bán mà không có kiếm lời được thì người ta rất là lo bên cái tình hình mà kinh tế đang làm phát hiện nay hiện nay đó nếu mà những cái công trình nào mà đã xây xong đó thì các bạn biết không họ mà muốn bán được nhà đó thì họ phải giảm giá khoảng 5% phần trăm thì họ mới bán được mà bên cạnh họ giảm giá đó họ còn offer À, cho cái người mua đó phi những cái đồ dùng trong nhà giống như là bếp nấu ăn nè, rồi microwave nè, tủ lạnh nè, máy giặt máy sấy có luôn cả hệ thống solar ở trên mái nhà đó các bạn để mà tiết kiệm điện đó. Hiện tại số lượng người mua giảm dần do các nhà băng cho vai đó. À, cũng hơi khó khăn hơn lúc trước. Ok, những người nào mà đi là bây giờ đó mà có cái thu nhập tiền lương này nọ cao ổn định và à, có tiền down payment cũng như là tối thiểu là hai trăm trở lên thì mới có khả năng để mà vay tiền đó. Thì ngân hàng trong lúc này đó thì cũng rất là khó khăn cũng như đòi hỏi giấy tờ rất là nhiều chứ không có dễ dãi như ngày xưa nữa đó. À, Ngày xưa thì các bạn cũng biết có nhiều người mua nhà đó đau có 5 phần trăm hoặc là không có tiền đau hoặc là không có chứng minh thu nhập mà họ cũng vẫn mua nhà được nhà băng vẫn cho tiền để mà cho vai để mà mua nhà đó thì cái vấn đề đó thì bây giờ thì nhà băng nó rút kinh nghiệm nó không có cho cái tình trạng mà người ta bỏ nhà người ta chạy này nọ giống như cái tình trạng hồi xưa nó lặp lại lần nữa còn các nhà cũ mà đang bán đó thì cũng giảm giá là từ 5 cho tới 10% Như những cái video mà lần trước mà Kenny đã có nói tới á Thì các nhà Các nhà mà bán thì giá giảm nhiều trong các thành phố mà ít người cũng như là xa xôi những cái vùng ngoại ô đó các bạn Thì giá nhà nó giảm nhiều hơn so với những cái thành phố mà đông người nổi tiếng giống như là tội phạm ít nè đó là trường học tốt nè đó thì những cái khu đó thì những cái thành phố đông người và những cái thành phố nổi tiếng đó, thì cái giá nhà của nó giảm nhưng mà rất là ít thì bên cạnh đó thì các thành phố mà nổi tiếng giống như là thành phố của mình ở đây là los angeles san francisco hoặc là san jose À, San Diego hoặc là quận Cam mà cái nơi mà người Việt Nam của chúng ta sống rất là đông thì những nơi đó, đó thì các bạn biết không cái giá nhà nó cũng vẫn còn tương đối vẫn còn trụ tốt chứ chưa có giảm các bạn có biết lý do tại sao cái giá nhà nó có chiều hướng nó giảm xuống hay không Đó là do cái lãi suất nó có cái chiều hướng nó đang tăng lên bây giờ là cái lãi suất hôm nay đó là coi như nó tăng gần 6% nhu cầu mà những người mà mua nhà để ở đó thì đã giảm đi, còn những người mà mua nhà mà để đầu tư á thì do cái lãi suất mà tăng cao gần sáu phần trăm thì họ không có mua nhà để mà cho thuê trong cái thời gian này nữa các bạn, đó, bởi vì mỗi tháng họ phải trả tiền mo gạch với cái lãi suất quá cao đi gần sáu phần trăm mà bên cạnh đó thì giá nhà nó đang giảm xuống nữa nếu mà tính ra thì không có lời đó bởi vậy trong cái vấn đề mà đầu tư nhà bây giờ đó thì những người mà mua nhà cho thuê đó thì họ cũng đã ngưng lại à, cái vấn đề mà lãi suất mà mua mua nhà rất là quan trọng nha các bạn khi mà lãi suất mà thấp như là năm tháng trước đây đó thì các bạn thấy đó thì cái nhu cầu cái người mua đó thì nó tăng lên rất là cao từ cái chỗ đó mà nó đã đẩy cái giá nhà lên rất là cao đó còn ngược lợi đó là giống như bây giờ khi cái lãi suất mà nếu mà nó tăng lên như hiện nay đó thì cái nhu cầu cái người mua đó thì nó giảm xuống thì nhu cầu người mua nó giảm xuống thì giá nhà nó cũng có chiều hướng nó giảm xuống chút đỉnh thì hôm nay kenny sẽ cập nhật những cái thông tin những cái gì mà nó quan trọng thiết thực nhất trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta thì các bạn có theo dõi thì các bạn có thể cập nhật được những cái thông tin này có thể share với những người bạn thân khác hay là gia đình những người mà chưa có biết đó thì các bạn có thể share những cái này để họ có thể quyết định cho mình có nên mua nhà hay là quyết định như thế nào đó để cho nó chính xác và đúng đắn hơn thì cũng như thường lệ nếu như các bạn nào mà theo dõi cái video của Kenny đó, thì các bạn À, nhớ cho Kenny một cái like à, nhớ là xe cho tất cả mọi người cùng xem càng nhiều càng tốt thì sẵn dịp đây thì Kenny à, kính chúc tất cả các cô chú anh chị cũng như các bạn luôn khỏe mạnh có một ngày thật là vui vẻ và vạn sự thành công xin chào và hẹn gặp lại ok bye Kính chào các cô chú, anh chị quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 17 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626 899 5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.